Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Covid-19 cùng với RSV và các loại bệnh lây lan qua đường hô hấp hiện đang hoành hành nước Mỹ trong thời điểm này. Con số người nhập viện trên toàn nước Mỹ tăng. Tuy nhiên, không phải tiểu bang nào cũng chứng kiến tình trạng gia tăng về tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 hoặc là nhập viện mà tùy theo tiểu bang. Thế, tiểu bang nơi có gì đang cư ngụ có tỷ lệ COVID-19 tăng hay giảm, Thanh Tùng sẽ trình bày chi tiết với quý vị. Cũng trong chương trình ngày hôm nay, không chỉ đơn giản là báo cáo với quý vị về tình trạng lây nhiễm của các bệnh lây lan qua đường hô hấp, mà chúng tôi còn chia sẻ nỗi lo từ các bác sĩ, các chuyên gia y tế về tình trạng long COVID. Long COVID có nghĩa là quý vị bị nhiễm COVID và sau đó quý vị khỏe trở lại. Tuy nhiên mặc dù không còn âm không còn dương tính với COVID nữa, không còn dương tính với COVID nữa. Nhưng long COVID thì vẫn còn. Tức là những triệu chứng hậu COVID của những người bị nhiễm. Những triệu chứng đó là gì? Và tại sao người ta lại lo ngại cái tình trạng mà hết bệnh rồi mà triệu chứng COVID thì vẫn còn? Tại sao vậy? Thanh Tùng sẽ kể chuyện của dì nghe. Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Fresh Produce and Seafood Market mới khai trương cho người Việt làm chủ. Đặc biệt mỗi ngày đều có cá tươi đi câu về, có các loại seafood, có lò cá chiên tại chỗ, có thịt heo rừng, dây na và đặc biệt có bán vịt và gà lông đỏ. Đủ các loại rau và trái cây tươi mới bảo đảm chất lượng cao mà giá cả nhẹ nhàng nhất dùng. Có những EBT Food Stamp, Fresh Produce and Seafood Market, 156 sao Jackson Avenue San Jose, trong khu Jackson Center góc đường Capital Expressway và Jackson Avenue 408 44951754495175 4495175. Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với dịch quay, heo quay, gà quay Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho Heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt Và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay Nhà hàng 360 trong khu Việt Nam Thao trên đường Story Road San Jose 669-230-6854 Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này, mua hai sản phẩm na Nado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town, San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496 Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, Công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tully Road 408 chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 -9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xác Grand San Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam. Đăng cần nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408 277 0922. Thưa quý vị Hoa Kỳ, hiện đang phải đối mặt với sự gia tăng cùng một lúc dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh COVID-19 thì Hoa Kỳ hiện đang đối mặt với bệnh cúm. Mà như Thanh Tùng đã thưa với quý vị cúm năm nay nó dữ dội hơn so với cúm của những năm trước. Cúm cộng với COVID chưa cộng thêm với một em nữa là RSV. OSV dịch sang tiếng Việt, là loại bệnh lây lan qua virus hợp bào hô hấp, gọi là OSV Như vậy thì cùng một lúc, chúng ta đang đối mặt với ba loại bệnh lây lan qua đường hô hấp. Một, COVID, hai là cúm và ba là OSV Và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Hoa Kỳ gọi tắt là CDC chỉ trong tuần cuối cùng của năm 2023, cho biết đã có 29.000 trường hợp phải nhập viện chỉ vì COVID-19. Ba loại virus lây lan qua đường hô hấp. Riêng COVID-19 thôi thì ở tuần lễ cuối cùng của năm ngoái 2023 có thêm 29.000 trường hợp phải nhập viện vì COVID-19. Và đặc biệt, biến thể phụ mới có tên là JN1 chiếm gần một nửa trong số đó. Sự gia tăng của các bệnh về đường hô hấp có nguy cơ gây gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã quá tải. CDC cũng ước tính có 14 triệu người nhiễm cúm và có 13.000 người đã chết. Tôi nhắc lại quý vị, 14 triệu người nhiễm cúm và 13.000 người chết chỉ trong 3 tháng cuối của năm 2023. Ngoài ra, ngoài ra thì số người nhiễm RSV, một bệnh hô hấp chưa có thuốc đặc trị, đang tăng nhanh mà trẻ em và người cao niên lại dễ bị nhiễm nhất. Vừa rồi, Thanh Tùng vừa trình bày với quý vị là bức tranh tổng quát về tình hình nước Mỹ hiện của những thời điểm cuối năm ngoái 2023 và đầu năm mới 2024. Cùng một lúc bị ba căn bệnh lây lan qua đường hô hấp, nó tấn công, nó hoành hành. Những tiểu bang thuộc về dùng Trung Tây của nước Mỹ hiện đang có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tăng so với tuần lễ trước đó. Những tiểu bang thuộc về miền Đông của nước Mỹ và những tiểu bang thuộc về miền Tây của nước Mỹ, những tiểu bang miền Đông, những tiểu bang miền Tây là những tiểu bang đang có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao hơn so với phần còn lại của cả nước Mỹ. Cái số trường hợp nhiễm COVID-19 và số trường hợp phải nhập viện vì Covid-19 đang là điều mà các chuyên gia y tế họ phỏng đoán. Không có gì được xem là bất ngờ. Chuyện thường tình thế thôi. Là bởi vì năm nào cũng vậy, mình đã quá kinh nghiệm rồi quý vị. Tức là đợi cho tới cái thời điểm hoặc là mùa hè, hoặc là mùa đông, nhất là mùa đông, trời lạnh, tất cả mọi người dồn vào trong nhà, các sinh hoạt gì cũng dồn vào nhà. Chưa kể dịp lễ hội cuối năm, Người ta đi chơi nhiều hơn. Người ta gặp gỡ nhau nhiều hơn. Người ta trộn lẫn với nhau nhiều hơn. Và đó là thời điểm mà dịch bệnh nó dễ lây hơn. Cho nên năm đã 3 năm rồi. Năm nay năm thứ tư Sau lễ hội là số người lây nhiễm COVID-19 tăng. Không riêng COVID mà những bệnh lây lan qua đường hô hấp ví dụ như cảm, nè cúm, nè OSV nó cũng tăng. Do đó là chuyện thường tình. Không có gì ngạc nhiên. Mình phải nhắc với nhau như vậy nhau có gì Không có gì ngạc nhiên Nó mà không lây thì mới ngạc nhiên thôi Đây là tỷ lệ lây nhiễm Ở những tiểu bang Được xem là lây nhiễm cao đó có gì Thì đó là California Illinois Massachusetts New York Và DC Đó là những nơi lây nhiễm cao Nhưng mà không biết làm sao thanh tụng đọc xong rồi Thì méo mó nghề nghiệp đó có gì Quý vị nghe lại xem Toàn là những tiểu bang dân chủ không à Tại sao? Quý vị thấy không? Nó lẽ ra cái chuyện tiểu bang dân chủ với covid 19 không dính gì nhau hết trơn. Nhưng tại sao có sự trùng hợp lạ lùng như vậy? vậy thế tuần kể nè, những tiểu bang sau đây đang có tỷ lệ lây nhiễm covid 19 tăng nè: California, Illinois, Massachusetts, New York và Washington. Hiện bây giờ thì CDC họ không có cung cấp tỷ lệ nhiễm dương tính với covid 19 cho từng cá nhân nữa. Mà họ chỉ cung cấp cái con số trung bình của từng tiểu bang lây nhiễm ra sao mà thôi. Tức là con số phần trăm của từng tiểu bang thôi. Thì bây giờ mình nhìn nha quý vị. Khu vực của 7 tiểu bang gồm có Iowa, Missouri, Kansas và Nebraska. Hiện đang có tỷ lệ lây nhiễm là 17.8% là cái tỷ lệ COVID đó. 17.8% trong tổng số 6.989 người được xét nghiệm, tức là giảm khoảng 0.6% so với tuần lễ trước đó. Năm tiểu bang sau đây, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio và Wisconsin, có tỷ lệ COVID-19 dương tính là 15.1% trong tổng số gần 20.380 người được xét nghiệm và như vậy tăng 0.2% so với tuần lễ trước đó. Khu vực gần 4 tiểu bang là New England, rồi dùng uh, Trung của Atlantic và các tiểu bang thuộc về miền Tây của nước Mỹ mà cộng lại đó thì tỷ lệ dương tính từ 10 cho tới 14.9%. Cũng như tại khu vực của Washington và Puerto Rico. Tất cả những khu vực khác có tỷ lệ dương tính từ 5 cho tới 9.9%. Khu vực gồm có 9 tiểu bang trong đó có California, Nevada và Arizona. Thì nó có tỷ lệ lây nhiễm ở vào khoảng 8%. Tức là nó giảm khoảng 2.5% so với tuần lễ kết thúc vào ngày 23 tháng 12. C CDC nói rằng là nãy giờ đó những con số mà họ cung cấp cho chúng ta và Thanh Tùng mới vừa trình bày với quý vị quý vị nghe chơi cho vui á. đây chỉ là con số mà được xét nghiệm công khai, đó là con được xét nghiệm ở bệnh viện, ở các cơ quan y tế, chứ chưa tính tới con số của những người xét nghiệm ở nhà. Quý vị có nhớ rằng là đa số bây giờ ai cũng có bộ xét nghiệm ở nhà hết trơn, họ tự xét nghiệm rồi mình đâu có báo cáo cho ai đâu. Thậm chí biết là bị bệnh, biết là dương tính với Covid cũng đâu có cho ai biết đâu. Thành ra nếu mà tính luôn cả con số xét nghiệm ở nhà nữa thì con số thực nó sẽ còn cao hơn, cao hơn như vậy nữa. Đúng không quý vị? và yeah. Tình trạng nhập viện trên toàn nước Mỹ cũng đang tăng. Tăng ra sao? Câu chuyện về lây lan các bệnh hô hấp trên toàn nước Mỹ nó hoành hành như thế nào? Long Covid là gì? Thanh Tùng sẽ trình bày giới của gì sau ít phút quảng cáo. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Covid cùng với cúm và RSV hiện đang hoành hành nước Mỹ. Đang hoành hành ở mức độ nào? Có đáng để lo ngại hay không? Và tại sao hầu hết chúng ta ở thời điểm này? Thanh Tùng nói chúng ta là những người hiện đang sống không chỉ tại Cali, mà nhiều nơi trên toàn nước Mỹ có cảm giác như là mình đang bị bệnh vậy. Ai bây giờ cũng đều có cảm giác đang bị bệnh hết. Đúng không quý gì? Nhưng mà quấy mũi xét nghiệm Covid-19 thì chỉ một vạch thôi. Cái chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra? Và dạ, người ta đang lo ngại gì long Covid. Cái long Covid là gì? Tại sao người ta lại lo ngại tới chuyện đó? Tuy nhiên trước hết sự giới thiệu với quý gì bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Quý vị chính là người tạo ra luật cho cuộc chơi. Đã đến lúc chúng ta cần chấm dứt những cách sống lỗi thời khi về già. Để bước vào một kỷ nguyên mới, tận hưởng cuộc sống. Tại Alignment Health, cung cấp tất cả mọi dịch vụ chăm sóc y tế cho người cao niên chúng tôi có các chương trình bảo hiểm y tế đặc biệt medicare advantage plan đây là những chương trình tiên phong đi đầu trong dịch vụ cung cấp bảo hiểm y tế medicare quý vị có thể hoàn toàn làm chủ các dịch vụ y tế cho mình tôi thích được làm chủ và quyết định các dịch vụ y tế cho mình đã đến lúc chúng ta tận hưởng cuộc sống đây không phải là lúc chúng ta lùi bước vào tuổi xế chiều Alignment Health 1888 559 1659 Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối 7 ngày một tuần AlignmentHealthPlan.com Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên Trung tâm thuế vụ hàng lê đã giờ về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose bên cạnh GMV và đối diện Costco 408 279 5843 Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craig Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm Chẩn đoán và Điều trị tiêm mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408-293-5900. Ờ, nãy Thanh Tùng có thưa giới của vị trước khi phát quảng cáo đó là COVID-19, tình trạng nhập viện hiện bây giờ đang tăng đang tăng ở đâu, đặc biệt là tăng ở những tiểu bang thuộc về miền đông của nước Mỹ. Và tất cả đều đang tăng chỉ có một tiểu bang là nhập diện vì Covid-19 giảm mà thôi. Đó là tiểu bang Nebraska. Tình hình dịch bệnh nguy hiểm đã khiến cho cơ quan dịch vụ truyền thông thiểu số đã tổ chức hội thảo trực tuyến về vấn đề này trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, 2024, vào ngày 5 tháng Giêng với các diễn giả được mời là bác sĩ Benjamin Newman thuộc về Texas A&M University, bác sĩ Jose Luis Perez giám đốc y tế của South Central Family Health Center tại Los Angeles, và bác sĩ nhi khoa là Manisha Newaska của hệ thống y tế Stanford Children's Health. Các chuyên gia thảo luận về nguồn gốc của JN1. Tình hình ba dịch bệnh hiện đang diễn ra cùng lúc nguyên nhân cũng như là cách phòng ngừa và điều trị. Thì hiện bây giờ đó thưa quý vị, theo lời của bác sĩ Jose Luis Perez, còn có hơn 100 loại virus khác bên cạnh virus của COVID-19. Và bên cạnh virus của cúm và sự xuất hiện của RSV, mình có hơn 100 loại virus khác hiện đang đang hoành hành. Với các triệu chứng liên quan tới nhiễm trùng đường hô hấp gồm là mũi nè họng nè mắt nè kèm theo sốt và đau cơ nhiễm trùng đường hô hấp dưới gây viêm phế quản và viêm phổi những loại bệnh này xảy ra thường xuyên hơn vào mùa đông khi mọi người ở trong nhà nhiều hơn do thời tiết khắc nghiệt và trong các dịp lễ cuối năm và đầu năm mới thường trong nhà có người bệnh sẽ dễ lây sang các thành viên khác vì virus xâm nhập vào cơ thể con người bằng cách tiếp xúc với chất dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh người đã dính bệnh khi ho hắt hơi mà không che miệng hoặc mũi sẽ để lại các hạt nhầy trong không khí và trên các bề mặt như mặt bàn mặt bếp dụng cụ ăn uống tay nắm cửa khi người chưa bệnh hít thở không khi người bệnh khi người mà chưa bệnh mà hít thở không khí chung ở trong nhà hoặc chạm vào những bề mặt hay vật dụng đã có hạt nhầy sẽ bị nhiễm bệnh và virus sẽ xâm nhập qua mũi hoặc là miệng khi nhiễm bệnh các triệu chứng giống như cảm lạnh, ho, sổ mũi, nhức đầu. Người nhiễm COVID thì có những triệu chứng khác nữa như đau nhức cơ bắp, mệt mỏi, khó thở, mất khiếu giác hay là vị giác. Người bị nhiễm RSV có triệu chứng như là thở dốc và thở khò khe. Các bác sĩ cho rằng trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi và người cao niên từ 65 tuổi trở lên rất dễ nhiễm RSV. Vì các triệu chứng giống nhau cho nên khó phân biệt được. Người bệnh bị COVID-19 do nhiễm Biến thể mới là JN1, bị cúm hay bị nhiễm RSV. Tuy nhiên, người bệnh chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, uống nhiều nước, nhất là nước súp gà, uống thuốc giảm đau, thuốc ho và thuốc sổ mũi. Riêng về biến chủng mới JN1 của COVID-19, đây không phải là biến chủng hoàn toàn mới mà là một trong những loại virus đầu tiên gây bệnh qua nhiều thay đổi và trở thành biến thể này. Rồi Bác, các bác sĩ cũng đang khuyến cáo mọi người nên đề phòng trong mùa đông vì ai cũng có nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp này. Với những người dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới, thường là những người bị suyễn, béo phì, người có hệ thống miễn nhiễm yếu như người bị bệnh tiểu đường, người đã từng nhiễm HIV và những người đang điều trị ung thư. Cho Thanh Tùng được cập nhật với quý vị thông tin liên quan tới Long Covid. Thời điểm này, quý vị có đồng ý rằng là mình nhìn xung quanh, kể cả bản thân mình nữa, ai cũng có vẻ như đang bị bệnh. Nếu quý vị ngoáy mũi <laughs> xét nghiệm mà thấy chỉ một vạch, có thể thở phào không phải COVID, nhưng rất có thể quý vị đang bị cúm hoặc rất có thể quý vị đang bị nhiễm RSV, nên nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình để được xét nghiệm cúm hoặc là xét nghiệm RSV. Thì bây giờ thì đã có thuốc đặc trị cho COVID-19, đã có thuốc trị bệnh cúm có thuốc ngừa cho cả ba loại bệnh COVID cúm và RSV nhưng chưa có thuốc đặc trị cho riêng RSV nha quý vị. Bây giờ riêng ở vùng B area của Thanh Tùng á quý vị thì lượng nước thải ở thành phố Palo Alto trong tuần lễ vừa qua cho thấy số lượng COVID-19 rất cao. Được xem là cao đứng hàng thứ nhì từ trước cho tới nay. Vậy thì nguyên nhân từ đâu mà khiến cho nhiều người có cảm giác mình đang bị bệnh như vậy, lây lan nhiều như vậy và nhập viện nhiều như vậy nhất là ở Cali? Thì câu trả lời là càng ngày càng có ít người chịu đeo khẩu trang hơn. Lý do thứ nhì, càng ngày càng có ít người chịu đi chích ngừa vaccine COVID-19 hơn. Và thứ ba, cái loại biến thể mới JN1 á, nó rất là giỏi, nó rất là tinh quái trong việc luồn lách các hệ thống miễn nhiễm của cơ thể chúng ta có hai hệ miễn nhiễm chung. Miễn nhiễm thứ nhất là có đi chích ngừa vaccine. Miễn nhiễm thứ nhì là đã từng bị Covid trước kia. Đúng không quý vị? Thì cái cái biến thể mới JN1 này rất là tinh quái. Nó có khả năng luồn lách được các hệ miễn nhiễm đó cho nên nó dễ lây lan hơn. Tuy nhiên, tin vui là nó không gây bệnh nặng hơn. Nó lây nhanh hơn nhưng không nặng hơn và nó không chống lại các hệ thống miễn nhiễm mà chúng ta đã có. Bây giờ, nhìn qua thì có nhiều người bảo rằng là cái chiều dài á, cái chiều dài để cho mình bị nhiễm bệnh nó sẽ dài hơn. Trước kia đó có thể 15 phút, 20 phút mà mình tiếp xúc với người bệnh là mình có thể bị nhiễm. Còn với cái biến thể mới này, có thể phải mất quý gì hơn một tiếng đồng hồ tiếp xúc với người bệnh thì mình mới bị nhiễm. Và thường sau đó người ta bảo rằng là long COVID nha quý vị. Long COVID là cái tình trạng mà quý vị đã bị nhiễm COVID rồi chữa hết bệnh rồi mà triệu chứng nó vẫn còn. Triệu chứng vẫn còn là cái gì quý vị? Những triệu chứng đó bao gồm nè, mệt mỏi, brain fog, tức là cái đầu mình không nghĩ được gì trơn á, nó tới mù, tới mệt trọng luôn. Không có suy nghĩ tinh, tỉnh táo như trước kia được. Cộng với gì nữa quý vị? Hơi thở ngắn, bị đau mình mẩy có vấn đề về tiêu hóa cũng như là tim. Và yeah, 15% những người bị nhiễm COVID đều trải qua chứng hậu COVID như vậy. Thì bây giờ đó có nhiều cái gì nói rằng là làm sao để có thể tìm ra nguyên nhân của hậu COVID thì mình mới chữa được. Và xin thưa tới giờ phút này, nước Mỹ với nền y tế tân tiến như vậy vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao mà nhiều người vẫn còn bị hậu Covid. Mà một trong những nguyên nhân chính của gì người ta suy đoán thôi, rất có thể đó là đó là sau khi cơ thể của mình mà bị nhiễm Covid đó, thì cái hệ miễn nhiễm của mình á, nó quá đau đớn, nó phải chống chọi với, với Covid, nó quá đau đớn này, Cho nên mặc dù là không còn bị bệnh nặng nữa, nhưng cái hệ hệ thống mà 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 các cơ quan nội tạng trong cơ thể mình nó rất là mệt mỏi cho nên nó dẫn tới các triệu chứng của hậu Covid. Cũng có thể. Qua một cách giải thích khác, đó là dù mình không còn hai vạch, không còn dương tính với Covid-19, nhưng Covid-19 nó vẫn còn đâu đó, loanh quanh đâu đấy, <laughs> ở trong cơ thể của mình, cho nên nó tạo ra hậu Covid cho một số người. Thành ra, kết thúc cho bản tin ngày hôm nay, Thành Tùng kết thúc với quý vị Thứ nhất đúng, ba loại Covid lây lan, ba loại virus lây lan qua đường hô hấp đang hoành hành nước Mỹ. Nhưng con số người nhập viện hoặc là tử vong nó không cao bằng những năm trước đây. Đó là tin vui. Nhưng quý vị đừng quên, mỗi tuần trên toàn nước Mỹ vẫn có khoảng 1.500 người chết vì COVID-19. Mỗi tuần vẫn còn 1.500 người chết. Cao hơn so với đầu tháng 12 lúc đó chỉ có 1.200 người. Đây là điều mà chúng ta cần biết để thứ nhất, mình không có tự chủ, mình không có chủ quan, mình không có, không có chủ quan. Nhưng mình không quá lo lắng phải đối phó với cái tình trạng lon Covid như thế này. Cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục Hot News sẽ thanh Tùng. hẹn gặp quý vị tiết mục này vào thứ tư